Quý vị và các bạn thân mến, có bí mật nào mà không gây sát thương đâu. Với bí mật động trời ở vòng 1 đã lấy mất 3 chàng trai may mắn. Chúng ta tôn trọng quan điểm của họ, nhưng vẫn chúc mừng Kỳ Duyên vì còn 7 chàng trai quyết định tiếp tục đăng nhập để tìm hiểu Kỳ Duyên trong vòng quyền lực người thân. Trong vòng này thưa quý vị, đại diện người thân sẽ là người đưa ra quyết định dựa vào những gì họ đã theo dõi từ nãy giờ, lời ăn, tiếng nói, tính cách từ 7 chàng trai này. Sau đó họ phải đưa ra quyết định buộc đăng xuất và tiếp tục giữ đăng nhập chàng trai nào. Không biết là gia đình người thân của mình, đại diện hội đồng của mình thì ai là người đưa ra quyết định cuối cùng? Dạ em. Vậy thì bây giờ hãy cùng xem Phương Hiếu và Trương Bảo là anh họ của Kỳ Duyên đưa ra quyết định như thế nào. Mời Trương Bảo cùng theo chân Hiếu nào. Chàng trai vị trí số 2 mang tên Thanh Phong. Đối với chàng trai ở vị trí số 2 thì em quyết định cho đăng nhập. Cho đăng nhập tại sao? Bởi vì em thấy ở cái anh này là từ lời nói, cử chỉ, hành động đều rất là dứt khoát. Nói chung là rất là đàn ông. Một tràng vỗ tay cho Thanh Phong. Tiếp theo. Còn đối với chàng trai ở vị trí 07 thì em xin lỗi, em cho đăng xuất. Lý do? Là bởi vì lời của Duyên nãy nó khẳng định là đến đây tìm bạn trai, sợ sau này sẽ làm tổn thương anh. Cho nên em xin lỗi là em cho anh đăng xuất để đỡ tổn thương anh. Kệ, không có này có khác. Vâng, đồng ý. Đăng xuất 07. Còn đối với chàng trai ở vị trí số 21 thì em đăng xuất. Đăng xuất? Tại sao lại đăng xuất nữa? Trai thẳng. Không, thẳng kệ chứ anh. Tại vì nè, lúc mà giao lưu giữa Kỳ Duyên với lại các chàng trai á, thì anh này rất là một cái gì đó gọi là cứ đắn đo suy nghĩ rất là lâu, không có chính kiến riêng á, kiểu như là sao ta. Nghĩa là con trai người ta đắn đo suy nghĩ là một người cẩn thận, tỉ mỉ chứ. Nhưng mà em nhìn ra được là tức là Duyên nói cũng đúng, rồi giao lưu với các chàng ở đây Duyên nó phản bác lại thì là ở đây cũng đúng, ở này cũng đúng, tức là không rõ ràng. Dạ đúng, không rõ ràng. Đăng xuất. Đăng xuất. Vâng, xin mời. Đối với chàng trai này thì em quyết định cho đăng nhập. Có phải vì chàng trai này cười với em một cái không? Dạ không ạ, nãy giờ thì ai cũng cười với em, nhưng mà do là vui vẻ hoạt bát thì em nghĩ là nó sẽ lấn áp được cái tính cách của Duyên. Ở chàng trai ở vị trí số 22 thì có vẻ đắn đo, nghĩa là còn lớn cấn. Dạ đúng rồi. Lớn cấn điều gì? Vì em thấy nhút nhát, hơi bị nhút nhát, hơi bị rụt rè, gọi là. Nếu em còn vân vân cho anh hỏi Thảo Ngân và Hoàng Diên, hai em thì nghĩ sao? Dạ đối với bạn số 22 thì đối với ý kiến của em thì em đăng xuất. Tại sao ạ? Em thấy là tính cách của bạn số 22 và Kỳ Duyên sẽ không hợp để đi lâu dài. Đó là quan điểm của bạn. Hoàng Diên? Đối với em thì bạn ấy là một chàng trai khá là tốt, nhưng mà tính rụt rè thật sự là rất hợp với cháu gái của em. Nhưng mà vấn đề ấy, đi đường dài là không hợp, tại vì nhút nhát như vậy ấy, có ăn cướp thì chạy trước ạ. Em quyết định là cho đăng xuất ạ. Có 2 phiếu đăng xuất thì em nghĩ sao? 2 sự đồng tình từ người thân trong gia đình, cho nên em xin lỗi đăng xuất. Rất tiếc, 22 cầm bảng đỏ lên em. Đối với chàng trai số 12 này thì em quyết định đăng nhập. Em chưa suy nghĩ gì luôn? Liền ngay và luôn. Tại vì sao? Dạ tại vì ngay từ đầu. Vội vàng. Không, ngay từ đầu cái cách chào hỏi rồi cách giao lưu rồi này kia, và cái nghề nghiệp của bạn ấy là diễn viên, là cùng nghề với lại Kỳ Duyên luôn thì vợ chồng sẽ dễ đồng cảm. Vợ chồng sẽ dễ đồng cảm với nhau. Thì em nói vậy thôi, biết đâu vợ chồng thiệt rồi sao? Dạ. Đăng nhập. Đăng nhập. Chúc mừng 22. Còn lại là 25 nha. Cái này anh Hiếu giúp em hỏi thêm ý kiến người thân. Bạn này cũng giống như chàng trai số 22. À, nghĩa là rụt rè. Dạ, cách nói chuyện nó không có được dứt khoát. Mình đến với lời tư vấn ngay. Thảo Ngân, với bạn này thì em nghĩ sao? Đối với em thì em nghĩ là em đăng nhập bạn này. Đăng nhập, tại vì? Tại vì em thấy được là bạn chân thành, mặc dù bạn rụt rè. Đàn ông mà chân thành là cái vốn quý nhất. Còn lại? Đối với em thì chắc là đăng xuất, tại vì đây là cháu em, chắc chắn cháu em luôn đúng. Quyết định của em là gì? Em nghĩ là em nên chọn 2 biện pháp an toàn cho Duyên. 3 vẫn là đăng xuất. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là 4 chàng trai đã không may bị quyền lực người thân buộc đăng xuất. Không biết đó có phải là ý kiến của Kỳ Duyên hay không. Bây giờ các bạn sẽ có một cơ hội được đăng nhập trở lại bằng cách các bạn hãy thổ lộ một điều gì đó, một câu gì đó chân tình, chân thành và thật sự bằng cảm xúc của các bạn đang có hiện tại trên sân khấu dành cho Kỳ Duyên. Nếu Kỳ Duyên đồng ý cho các bạn đăng nhập trở lại, Kỳ Duyên sẽ ra sức thuyết phục hội đồng người thân của mình. Nếu hội đồng người thân đồng ý sự thuyết phục này thì các bạn sẽ được phép đăng nhập trở lại. Vâng, mời Kỳ Duyên xuống sân khấu. cho anh Hiếu hỏi nha, giữa bốn bạn vừa bị đăng xuất có hay không có những cảm xúc làm em phân vân nãy giờ? Có không? Dạ có. Có đúng không? Nếu chẳng may mà đăng xuất luôn thì về cạch mặt anh họ. Nghỉ chơi. Nghỉ chơi anh họ nha em nha. Vậy thì bây giờ mỗi chàng trai sẽ có thời gian 1 phút để chia sẻ tấm chân tình của mình dành cho Kỳ Duyên. Hãy dùng hết tuyệt chiêu các bạn nhé. Ai xung phong đầu tiên? Xin mời số 25. Đừng vội vàng, đây là cơ hội dành cho mình. Thời gian dành cho số 25 bắt đầu. Thực sự thì anh cũng chỉ muốn nói với em một vài điều. Đến với chương trình ngay lúc ban đầu á thì em đã lấy mất trái tim của anh rồi, nên đến bây giờ anh cảm giác như là khó mà diễn tả thành lời lắm. Dù là quyết định của em như thế nào thì anh cũng chúc cho em sẽ tìm được một cái nửa hạnh phúc đúng với những gì mà em mong muốn. Cảm ơn 22, mời bạn về vị trí. Ai xung phong tiếp theo? Xin mời bạn 21. Một câu thả thính bắt đầu. Thật ra là bây giờ là em không muốn dùng câu thả thính nữa. Em muốn Kỳ Duyên đặt tay lên tim em và để cảm nhận tim em đập rất nhanh. Duyên à, anh là người rất ít nói, nhưng anh đến đây chứ chương trình này là anh tin rằng từ trái tim anh có thể đem em, có thể lo lắng cho em suốt quãng đời này từ cánh tay. Mình cũng không biết nói gì nhiều. Hôm nay mình rất là mạnh dạn đứng đây để tìm một cái người mình cảm thấy là cùng tần số với bạn rồi, thì mình xin nắm tay bạn một cái nha. Dạ, rất là lịch thiệp. Ngay bây giờ, nếu Kỳ Duyên có cảm tình hay có những cảm xúc gì với bất kỳ một trong 4 chàng trai này hoặc cả 4, thì em hãy ra sức thuyết phục gia đình của mình để đồng ý cho các chàng trai này đăng nhập trở lại. Em có quyết định muốn đăng nhập chàng trai nào hay không? Xin mời. Em muốn cả 4 đăng nhập lại. Cả 4 đăng nhập lại à? Lý do tại sao ạ? Hồi nãy lúc ngồi trên kia thì khoảng cách rất là xa, nên em không có thấy được và không cảm nhận được cái tình cảm và trong ánh mắt mọi người muốn nói gì với em. Nhưng mà khi mà đứng ước một cái cự ly rất là gần như vậy thì em thấy được là trong ánh mắt, trong cử chỉ, trong lời nói, hành động của cả 4 đều rất có một cái tình cảm rất là chân thành với em. Vậy nên em muốn cho bản thân mình một cơ hội, cũng như là cho các bạn một cơ hội. Biết đâu sau đó những người này chính là chân ái của cuộc đời em thì sao? Em không ngại mình hoàn toàn trái quan điểm với ông anh họ. Nếu nói ngại thì em cũng có ngại, nhưng mà quan điểm sống của em là sống và là sống hết mình. Sống cho mình trước, mình đã tốt thì mới lo cho những người xung quanh được. Bởi vậy thì em vẫn sẽ tôn trọng gia đình của em và em sẽ cố gắng thuyết phục mọi người để cho cả 4 bạn ở đây cùng đăng nhập trở lại. Vậy thì bây giờ hãy thuyết phục hội đồng người thân của em. Số 22, một chàng trai có vẻ nhút nhát. Nắm tay luôn hả? Một chàng trai có vẻ nhút nhát đúng không? Có vẻ hiền thì sẽ khó mà có thể lo lắng và che chở cho em. Đó là từ người thân. Em nói gì với người thân của mình với chàng trai này? Mọi người ơi, em biết là tính cách của em khá là mạnh mẽ và cá tính, nhưng không hẳn là em muốn một người cũng cá tính và mạnh mẽ như em song hành cùng cuộc đời của em. Tại vì em thấy là cả hai đều quá mạnh mẽ, đều quá cá tính thì chẳng có ai mềm mỏng để chăm sóc cho người còn lại cả. Vậy nên em thật sự là hy vọng gia đình mình có thể suy nghĩ xa ra hơn một chút, thoáng ra một chút, và có thể cho bạn đăng nhập trở lại, cho em một cơ hội để có thể tìm một người mới phù hợp với em. Mọi người nghĩ như thế nào? Đối với em thì em nghĩ ban đầu thì có lẽ là bạn hơi rụt rè, nhưng mà sau đó thì bạn vẫn mạnh mẽ để mà bạn thổ lộ tình cảm với lại Kỳ Duyên. Sau khi mà nghe mọi người nói là bạn nhút nhát, bạn rụt rè, thì bạn lại có thể là kiểu như là thay đổi mình để mà thích hợp với Kỳ Duyên hơn. Thì em cần một người mà có thể vì người mình yêu mà thay đổi, cho nên là em ủng hộ quyết định giữ lại của Kỳ Duyên. Bây giờ lại khó khăn cho anh họ nữa rồi. Nếu mà nói về tính đường xa cho Duyên á, thì thật sự là lúc anh chọn là anh đã tính hết mọi thứ rồi. Em nói là hai người tính cách mạnh mẽ thì Kiểu như là không thể nào mà sống lâu dài rồi cứ mạnh mẽ như vậy hoài thì ai mềm yếu. Vậy tại sao em không suy nghĩ thử là em sẽ vì người yêu của mình mà em mềm dẻo lại? Em biết mọi người thực sự muốn tốt cho em, nhưng mà mình không thể nào đánh giá một con người qua chỉ vài phút đồng hồ tiếp xúc ở trên đây. Mà nếu mà định đánh giá một con người, chúng ta phải tiếp xúc bằng thời gian, rất nhiều thời gian. Vậy nên đó, em nghĩ là không có ai sinh ra mà đã hợp nhau đâu. Chúng ta phải tự dung hòa, phải tự thay đổi, tự kết nối với nhau thì mới hợp nhau. Quan trọng là em và bạn biết phấn đấu, biết chia sẻ và biết thay đổi vì nhau. Em mong gia đình mình có thể suy nghĩ lại. Biết thay đổi cho nhau là trong bao lâu? Cái này em không dám chắc. Em xin lỗi trước là em nhìn ra được sự không hợp giữa anh với Duyên, cho nên em mới đưa ra quyết định. Và bây giờ thì là em vẫn giữ quyết định của em là đăng xuất. Có thể là trong vài phút ngắn ngủi đó bạn không thể hiện được những cung bậc cảm xúc của mình, nhưng mà em nghĩ là do tính bạn rất là nhát sân khấu. Nhưng mà anh đã chọn cho em được, phía sau còn rất nhiều người kìa, sao em không quan tâm mà em cứ đi giữ bạn số 22? Tại vì em không muốn bỏ lỡ cơ hội nào của bản thân mình hết. Khi mà em đến đây thì em muốn là mình làm hết sức mình, em không muốn bỏ lỡ để sau này em hối hận. Vậy em không muốn bỏ lỡ hết tất cả các anh đứng còn lại phía sau luôn hả? Em không hề bỏ lỡ ai cả, và em vẫn muốn trải nghiệm và tìm hiểu các anh đó. Gia đình mình không đồng ý thì thực sự là mọi người đang tạo cho em một cái áp lực. Sau này nếu mà có một cái vấn đề gì đó thì thật sự em rất là hối tiếc vì không thuyết phục được mọi người. Và hy vọng mọi người có thể đồng ý. Nhưng mà không. Nhưng mà không. Rất tiếc thưa Duyên, đây là vòng quyền lực người thân. Chúng ta phải tạm biệt chàng trai số 22. Tiếp theo, chàng trai số 21. Duyên ơi, anh nghĩ là phải đổi chiến thuật như thế nào? Phải năn nỉ ỉ ôi quỳ lại khóc lóc hay sao? Ở bên đó cứng rắn quá vậy. Với chàng trai này thì thực sự em đã nhìn thẳng vào mắt của anh đó và em thấy được sự chân thành. Tại vì ánh mắt không biết nói dối. Khi đứng cự ly gần thì em đã thấy được điều chân thành từ ảnh. Nên mong là mọi người có thể suy nghĩ lại, cho ảnh một cơ hội, cũng có như là cho em một cơ hội để tiếp tục tìm hiểu. Ủa? Là bây giờ em định xin cho từng người lần lượt hết 4 người luôn á hả? Đã quyết định đăng nhập trở lại cả 4 người gia đình ơi. Em non quá. Em chưa có chính kiến riêng. Ai em cũng muốn giữ lại hết là sao? Nhưng mà mọi người nên hiểu rằng là mọi người chọn cách từ chối. Là lúc đầu mọi người chọn chứ em chưa hề chọn. Nếu mà lúc nãy em là cương vị em nên chọn và sau 5 phút sau em lại thay đổi thì lúc đó mới là lỗi của em. Còn lúc nãy là mọi người lên chọn, không phải là ý kiến của em. Mọi người lên chọn là gì ai? Bây giờ nè, mọi người lên chọn là gì ai? Bây giờ anh họ bước lên chọn cho em là anh chọn cho ai? Anh chọn cho anh hả? Em biết là vì em, nhưng mà em mời mọi người đến đây để cho em ý kiến, chứ không phải là em mời mọi người đến đây để ràng buộc em. Mời mọi người đến đây là mong mọi người hãy đóng góp những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời của em, và em rất trân trọng điều đó. Và lúc nãy là mọi người đã giúp em chọn, nhưng bản thân em muốn gì em là người hiểu rõ. Vậy nên là em hy vọng là mọi người có thể tôn trọng ý kiến của em. Em cũng nghĩ vậy, em cũng nghĩ là nên tôn trọng ý kiến của. Thật ra là như vậy nè, Duyên đến đây với tâm thế là tìm một nửa chân ái và cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu. Nãy giờ những lý lẽ mà Duyên đưa ra đều đến từ cái sự chân thành hết. Bây giờ vẫn là quyết định của hội đồng người thân. Em đăng xuất. Không đồng ý cho đăng nhập trở lại. Em đăng nhập. Em tôn trọng ý kiến của Duyên. Nhưng rất tiếc chỉ có một quyết định cho đăng nhập và 2 quyết định cho đăng xuất. Chúng ta tạm biệt chàng trai 21. Mời chàng trai 07. Bạn này thì em không biết nói gì nữa. Em chỉ muốn nói một câu là em đăng xuất. Tuyệt đối là không. Tại sao không nghe Duyên nói gì hết ạ? Không được. Những gì em nói thì em đã nói hết nãy giờ rồi. Hãy nghe Duyên nói một lý do chứ ạ. Từ đầu em đã nói là em đến đây em tìm một chàng trai. Đến bây giờ thì em đừng có cãi nữa. Anh quyết định anh chọn cho em á là anh suy nghĩ tới cái tính con nít của em luôn á. Ai sẽ là người chịu được tính con nít của em luôn. Nhưng mà bây giờ em có cảm xúc thì phải làm sao? Và từ đầu em đã nói là em đến đây để em xác định tìm một chàng trai. Nhưng mà đến bây giờ thì em lại có cảm xúc. Và em nghĩ là maybe có thể em đến đây để xác định lại cảm xúc của mình là em thích nữ hay nam hay sao. Vậy nên mọi người có thể cho em một cơ hội để em khẳng định được là mình thích ai được không? Hiện tại thì bạn đã là chuyển giới thành nam rồi. Bạn đã thành là một người đàn ông rồi. Không. Tại sao mà không cho bạn một cơ hội? Tại sao mình không có mở cái tầm nhìn của mình ra? Tại vì vốn dĩ bạn ấy vẫn là nữ. Bạn ấy có thay đổi cỡ nào thì tất cả mọi thứ trước đây của bạn ấy vẫn là nữ. Không thể nào trở thành một người đàn ông nguyên vẹn. Tại vì đó là bản tính con người. Bạn ấy vẫn là một người con gái. Nhưng mà như vậy á, thì anh có chấp nhận được con người lúc trước của Kỳ Duyên hay không? Lúc trước Kỳ Duyên cũng đã từng có cảm xúc với nữ. Cái lúc đấy là lúc trẻ con. Đấy là lúc bồng bột của một đứa trẻ. Em có tự đặt ra câu hỏi là lỡ Duyên nó đi lại vết xe đổ cũ thì sao? Đến một lúc nào đó khi mà hai đứa về với nhau và cuối cùng là Cuối cùng Kỳ Duyên lại nhận ra mình chỉ thích con trai thì làm sao? Thì bây giờ mọi người cho em quyết định lần này đi. Nếu sau này có sướng, có khổ, có đau khổ hay có hạnh phúc gì nữa thì bản thân em tự chịu. Em nói vậy sao được? Tại vì em nghĩ đây là quyết định của em. Và hai người trước là em đã để cho mọi người quyết định rồi. Thì lần này em nghĩ là em phải làm gì đó để khẳng định là em có cảm xúc hay không. Vì tình cảm, cuộc đời là của em. Mọi người không sống cho em cả đời được. Mọi người đồng ý đi. Hiếu nghĩ rằng đã đến lúc đưa ra quyết định. Với sự mạnh mẽ và quyết đoán như vậy của Kỳ Duyên, nếu em chọn một trong hai rồi quay trở lại đăng nhập thì người thân sẽ hỏi ý lại. Nghĩa là bây giờ giữa hai bạn số 07 và bạn số 25 chỉ được chọn một trong hai thôi. Duyên nghĩ như thế nào? Tại sao mọi người hay thích ép người khác vào đường cùng? Ép vào đường cùng nhưng mà ép vào đường cùng tốt. Vậy lỡ sau này cái kết quả không tốt thì ai sẽ... Ở hiện tại trước đã, lỡ sau này chuyện sau này tính sao? Đúng là hiện tại trước mắt nhưng mà phải có hiện tại, sau này phải đi về tương lai. Nếu mà mọi người muốn tốt cho em hiện tại là sau chương trình này em kết thúc hết mọi thứ hả? Tốt ở đây thôi hả? Rồi sau chương trình này rồi em đi đâu về đâu? Là mọi người muốn tốt ở đây thôi, ra khỏi cái trường quay, ra khỏi phim trường này. Vậy cho anh hỏi nè, em mấy cái tương lai? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái tương lai phía sau nữa hả? Vâng, thưa quý vị, không ai đọc lại quyển sách hai lần. Và nếu đi lại vết xe đổ ngày xưa, liệu rằng có còn cơ hội để làm lại? Bây giờ Kỳ Duyên phải đưa ra quyết định lựa chọn một trong hai bạn số 07 và số 25. Chỉ có một người được gia đình, hội đồng người thân cho phép đăng nhập trở lại. Hãy đưa ra quyết định của mình. Em thật sự xin lỗi anh. Như vậy là em chọn 07 à? Chúng ta chia tay bạn 25 ạ. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.